không gian biệt thự gỗ triệu đô sẽ như thế nào. Đây là sảnh tầng 1 của biệt thự, và trong cuộc đời làm đồ gỗ của mình thì đây cũng là lần đầu tiên mà tôi được tận mắt nhìn thấy và được sờ vào hiện vật của một cái biệt thự có 6 tầng, trưng bày tới hàng ngàn món đồ gỗ khác nhau. Nào là tiểu cảnh, tượng, tranh gốm sứ, tranh vẽ màu, to nhỏ các loại. Và khi đứng ở tầng 2 nhìn xuống, chúng ta thấy một cái không gian rất là rực rỡ, lung linh ánh đèn. Những chiếc cột cao mang tới một cái cảm giác rất là thoáng mắt, đủ những điểm nghỉ để cho mắt chúng ta có thể thưởng thức được các cái tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Và không chỉ có 3 bức tranh về chủ đề quan vũ đâu, mà trước đó vào năm 2020 thì bác khách đã đặt chúng tôi 2 tác phẩm là Cá chép hóa rồng mà các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình, cùng với tác phẩm Phu thê viên mãn. Và sau khi nhận 2 cái tác phẩm này, thấy cái kỹ thuật đục rất là đẹp, dịch vụ rất là tốt, thì bác khách mới đủ lòng tin để quyết định làm thêm 3 tác phẩm to này nữa. Và trên cái sảnh chính của tầng 3, cái khu vực đại sảnh, chính là nơi để trưng bày 3 tác phẩm về quan vũ này. Bác ấy muốn dành một cái không gian thật là dễ nhìn, sang trọng, để bất kỳ ai đến cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng 3 tác phẩm mà chúng tôi đã dành tới cả 2 năm để chế tác. Và bên cạnh tác phẩm, chúng tôi cũng treo thêm một giấy chứng nhận bảo hành cái tác phẩm để thể hiện cái tinh thần cầu thị và trách nhiệm của mình với những đồ mà mình làm ra. Và các bạn thân mến, khi mà các bạn nhìn thấy cái hình ảnh này chính là chủ nhân của căn biệt thự, một cái hình ảnh của vị doanh nhân rất là thâm trầm, ôn hòa và rất là khiêm tốn. Và chúng tôi xin được nói lời cảm ơn bác khách đã đặt chọn niềm tin ở xưởng tranh gỗ Bùi Gia để chúng tôi có thêm cơ hội được đem cái nét đẹp thủ công đi khắp Việt Nam và đem tới những cái nét đẹp để chúng ta cùng thưởng thức.